Nếu mà phơi khô nha, nếu mà phơi khô rồi xay ra những cái lặt những cái đọt này, chỉ lấy cái hạt thôi các bạn, là chỉ có 75 ngàn một ký thôi các bạn. À, các bạn cũng biết được cái nỗi khổ của người nông dân. Đó. Cái này các bạn, thì năm nào cũng vậy đó, là cứ được mùa thì mất giá, mà được giá thì là mất mùa, thì nó cứ đổi liên tục nha các bạn. Thì nên là người nông dân ở đây thì cũng rất khốn khổ. Từ Ồ, một trái rụng rồi anh ơi. À, vô tình có sư ăn rồi, dỗm ơi. Lại đây, caramel vô tình có một quả rồi. Đây, một trái nó rụng luôn nè, nó rụng xong rồi nó còn dính ở trên cây luôn nè. Đó. À, chú Điệp rất là may mắn nha. Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì Dõm Dõm TV đang ở Đắk Lắk, khu vực Đắk Lắk, và nói chính xác hơn đó là huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk. Và hiện tại cái khu vực này cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng cỡ 80 km nha các bạn nha. Thì đây là một trong những cái địa phương mà cũng rất là phát triển về kinh tế và cũng như là phát triển về nông nghiệp. Thì các bạn hãy cùng Dõm một buổi chiều đi tham quan rẫy của gia đình để xem được thử những cái gì mà nó đặc sắc ở khu vực này nha các bạn nha. Nào các bạn cùng theo chân Dõm thôi. À, chào mừng các bạn tiếp tục lại quay lại với kênh Dõm Dõm TV của mình. Và ngày hôm nay thì mình cùng anh trai ruột của mình đang đứng ở một cái rẫy của gia đình. Hiện tại thì chung quanh đây thì đang quy hoạch trồng sầu riêng, trồng bơ và cũng ít cây cà. Thì các bạn cũng có thể các bạn theo chân mình cùng với anh Hải ở đây, chúng ta sẽ đi thăm vườn sầu riêng và vườn bơ trong một cái buổi chiều ngày hôm nay nha các bạn nha. Rồi xin mời Caramel chúng ta cùng đi lại đây. Đi theo. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nè. Cái ngọn đồi trong trống ở bên kia. Đó. Đây. Thì rẫy này hiện tại là khoảng cỡ 2.000 mét vuông đúng không? 4.000, 4 sào. 4 sào. Hiện tại đang 4 sào. Đây là đây các bạn. Rồi. Sầu riêng. Sầu riêng nè, sầu riêng cơm vàng hạt lép nè. Sầu riêng cơm vàng hạt lép. Đó. Và sắp chấm mùa thu hoạch rồi. Rồi. Trái này trái rụng rồi. Nó ăn cũng tạm tạm. Trái này nó đang nhỏ thôi. Thử thôi. Cái này thực chất là nó bị nó cũng đang chưa được già, nó non nó bị thúi rụng. Ừ, này cũng được. Hả? Cũng đây này ra bói nè bạn nè. Cũng không có được chăm, không có thời gian để chăm nhiều cho nên là nó ra cũng méo mó, nó cũng không được tròn trịa như những cái đám vườn của người ta. Nhưng mà đặc biệt là không thuốc trừ sâu. Không thuốc trừ sâu luôn. Ừ. Trái này là chỉ là trái mà nó bị hư mà nó bị rụng thôi, mà nhìn cái hột nó chút xíu thôi. Ăn và khoảng cỡ một năm nữa thôi các bạn. Là vườn sầu riêng đây là cũng rất là nhiều đến mùa thu hoạch đúng không ạ? Là lúc đó là sầu riêng sạch sẽ tràn ngập ở nhà Dõm Dõm TV luôn. Đúng, vườn bơ của mình thì vườn đây thì có một số loại cây như bơ đây thì vừa thu hoạch xong, giống bơ này giống bơ Cuba. Bơ thì, Cuba. Trong vườn thì cũng có được
mấy chục cây bơ Cuba. Còn lại thì mít. Mít này không phải mít Thái mà là mít nghệ Việt Nam á, mít nghệ á. Nhưng mà cái này nó bị sao? Nói chung là mít bây giờ thì chẳng qua nó đang nhỏ, mình cũng chưa có làm trái cho nên là đôi khi cũng chưa kịp cắt á. Chứ còn làm trái nó thì phải bao bọc đàng hoàng chứ không thì nó thối hết. Giai đoạn này thì trồng cây gì cũng vậy thôi, phải bao bọc lại chứ không thối. Đây là vùng đất 82 e leo nha các bạn. Nếu mà các bạn ai ở Đắk Lắk thì sẽ biết e là leo. Cách thành phố Buôn Ma Thuột 82 km nên hay còn gọi là 82, địa danh 82. Thì hiện tại đây là rẫy của anh trai đang trong quá trình trồng bơ, trồng sầu riêng, trồng mít, giống cà, tiêu cà nữa. Thì dự kiến khoảng cỡ 2 năm nữa thôi. Hai năm nữa thì bơ sạch và sầu riêng sạch sẽ có rất là nhiều. Đây là bơ bút rồi. Bơ sắt tái vụ. Cái bơ giống cái bơ nhà mình thôi, sắt tứ quý. Đây là cái bơ sắt tứ quý. Giống bơ này là mua hay lấy nhà mình đem vô trồng hả? Ghép từ nhà mình ra. Và các bạn, nếu mà các bạn mình sẽ kể cho các bạn biết, ở nhà mình có một cái giống bơ mà nó ra trái mùa, cây bơ ở nhà mình, và mỗi năm như vậy thì nhà mình bán khoảng tầm mười mấy 20 triệu một cây bơ nha các bạn. Cây bơ nổi tiếng ở 82 luôn. Nếu các bạn không tin thì cũng có thể hỏi nhiều người mà thương lái mua bơ, hỏi cây bơ nhà cô ảnh bán chè là ok, là sẽ biết được. Một năm thu tầm 4-5 tạ. 4-5 tạ một cây bơ đây nha, trong nhà mình luôn. Bây giờ thì anh hai cũng đang nhân giống nó ra. Thì bây giờ nó cũng ra trái mùa như cái bơ trước. Đây, hiện tại thì đang mùa này ảnh cũng bận công việc nên là không có làm cỏ được nhiều thôi. Nhưng mà chủ yếu này trồng sầu riêng. Thì xong sầu riêng này trồng mấy năm rồi anh hai? 4 năm, 5 năm chứ. Năm nay là năm thứ 5 này. Năm ngoái thì cũng bỏ được một số cây, năm nay thì bỏ nhiều hơn một tí. Một cây sầu riêng về 5 năm nha các bạn nha. Nói chung là mình vừa làm việc ở ngoài vừa đi làm rẫy cho nên là chăm không cũng không bằng người ta. Nhưng mà được cái sản phẩm mình đưa ra thì đảm bảo về vấn đề là không thuốc bảo vệ thực vật. Nói chung là đi về cái hướng nông nghiệp sạch á, cho nên là cũng không có organic ảnh hưởng, không ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân mình. Thôi mình xuống đây hái mấy cái bơ mùa nó còn á. Hiện tại thì có khoảng bao nhiêu cây sầu riêng, bao nhiêu cây bơ nè? Thì đám này hiện tại thì tính cả cây con là cây lớn thì được 50 cây sầu riêng, 50 cây bơ. 50 cây sầu riêng, 50 cây bơ. Là khoảng cỡ 2 năm nữa thôi, là những ai mà yêu mến Dỗm Dỗm TV là có thể sử dụng. Nếu mà yêu mến thì có thể sử dụng bơ sạch và sầu riêng sạch ở Sài Gòn nha các bạn. Sẽ được vận chuyển tới tận nhà luôn. Và bơ này đảm bảo là bơ sạch và organic nha các bạn nha. Còn đây là cây tiêu, chắc nhiều người sẽ chưa biết cây tiêu ở đây nó như thế nào. Thì cây tiêu này nè các bạn, đây là một cây tiêu nhỏ thôi. Khi mà nó chín thì nó sẽ già, nó xanh và nó sẽ chín đỏ ha. Thì một giá tiêu bây giờ thì hiện tại là, giá tiêu bây giờ bao nhiêu ta? 75 á. Giá tiêu bây giờ một ký như này các bạn, nếu mà phơi khô nha, nếu mà phơi khô rồi xay ra những cái lạt, những cái đọt này, chỉ lấy cái hạt thôi các bạn, là chỉ có 75.000 một ký thôi các bạn. Các bạn biết được cái nỗi khổ của người nông dân đó. Còn cà thì bao nhiêu hả? Bây giờ đang 43. Cà thì giống như tiêu thì đây là cà phê, nhưng mà đây là chỉ cây nhỏ thôi, và nhiều người ta trồng nhiều, ví dụ như vườn bên này là của người khác thì các bạn thấy đó, thì rất là nhiều tiêu. Chỉ mỗi người sẽ có một cái mục đích riêng, có người sẽ trồng tiêu, trồng cà, và có người sẽ thích chỉ trồng trái cây, và có người thì thích trồng chuối, có người thích trồng sầu riêng, có người thích trồng bơ. Thì đây là nhà mình chỉ trồng xen kẽ thôi, xen kẽ để kiếm thêm thu nhập thôi. Đó, hiện tại công việc chính của anh là làm giáo viên, còn cái này là chỉ làm thêm. Thì đây là cà phê. Khi mà nó chín thì thường cái vụ mà thu cà phê là tháng 11, tháng 12 dương lịch phải không nào? Âm lịch tháng 12 âm lịch là ngày trước Tết á. Tháng 10, trước tháng 11 á. Đây các bạn. Đây, các bạn thấy bơ không? Bơ sạch 100%. Bơ đây là bơ sạch hái từ trên cây ăn luôn các bạn nha. Và những chiếc trái này là mình chỉ để làm quà để đem lên Sài Gòn thôi. Đó, có một trái như vậy, một chùm như vậy là có 2, 4,
2 quả là hơn 1 kg đó. 2 quả là hơn 1 kg, đảm bảo bơ sạch luôn. Và những trái này thì mai mốt thì nếu mà khoảng cỡ tầm 1 năm đến 2 năm nữa thì những quả này sẽ là rất là đều, trái nó đều và lúc nào hàng nó cũng sẽ tới mùa nó sẽ có nhiều nha. Còn hiện tại thì nó đang rất là ít. Trời ơi, nó còn uống dữ. Bữa giờ bận quá, đi dạy bơi nó đâu có thời gian đâu. Con đi trái với mình. Mình có lại. Ủa đây nè, đây cháu bự nè. Có lại vừa rồi mày nói sắp về thôi, cứ để cho nó rụng đã ra rồi. Còn bao nhiêu thì hái. Bơ này cho thu hoạch là tầm 5 tháng liên tục nha. Thu hoạch từ trước Tết tới bây giờ. Bơ mình đây là gần như là thu hơn nửa năm trời. Trồng kiểu. Đều bơ. Và đối với những dòng bơ khác thì giá trị nó thấp, chứ đối với những cái dòng bơ này với 034 với bơ bút thì giá trị nó lúc nào cũng tương đối. Nhưng mà người nông dân mà trồng bơ, mà xác định trồng bơ luôn thì nó cũng hơi cực khổ. Và điều cái đặc biệt nữa ở Tây Nguyên nữa các bạn, thì năm nào cũng vậy đó, là cứ được mùa thì mất giá, mà được giá thì lại mất mùa, thì nó cứ đổi liên tục nữa các bạn. Thì nên là người nông dân ở đây thì cũng rất khốn khổ. Từ những cái đợt mà giống như là trồng cao su đúng không, cao su không được giá thì mất mùa, mà được mùa thì mất giá, trong tới cà xong hết trồng, chặt hết cà trồng tiêu, bắt đầu tiêu là rớt giá, bắt đầu chuyển sang sầu riêng trồng, chặt hết tiêu đi trồng sầu riêng, rồi cuối cùng một thời gian cũng đến chanh dây. Nói chung là cực khổ lắm, nông dân thì hơi khổ. Đó. Chỉ mới có mấy trái thôi mà khách nó có vẻ hơi mỏi tay rồi đó. Và những trái bơ này sẽ được mình vận chuyển lên Sài Gòn bằng một đường, đó là đường nhờ xe, gửi xe khách lên. Thì ví dụ như mà khoảng tầm khi nào mà có bơ á, mà khoảng tầm 1 năm nữa mà bơ là nhiều các bạn. Nếu mà bạn nào mà thích ăn bơ á, là chiều, ví dụ như bây giờ hiện tại là 4 giờ chiều, anh mình sẽ hái và sẽ đóng thùng gửi, hái tại chỗ, gửi đóng thùng, gửi lên nhà xe, lên tới Sài Gòn. Thì khoảng cỡ 5 giờ sáng ngày mai là nó đã có mặt ở Sài Gòn rồi. Và bắt đầu từ 5 giờ sáng ngày mai mình sẽ đi nhận, và cũng như là mình đi giao, là bơ sẽ được nói chung là một cách nhanh nhất đến người tiêu dùng. Bơ này đảm bảo 900% đấy, không bao giờ cái gì mà hư. Đấy, nó chín hườm rồi. Thì những cái bơ này thì ở đây thì nó khoảng tầm khoảng cỡ 3, khi mà trước khâu sau khi hái xong thì tầm khoảng 3 tới 5 ngày là nó sẽ chín. Nhưng mà khi mà đưa vào Sài Gòn thì khả năng nóng hơn thì nó sẽ chín nhanh hơn. Từ từ. Đây hái bơ thủ công luôn các bạn. Không cho rớt xuống đất luôn. Không cho rớt xuống đất luôn á. Đây. Những cái bơ này thấy đẹp không? Còn lại. Đó. Đóng thùng, mở thùng. Không. Bơ này để cúng còn được nữa. Bữa này không có khái niệm một giọt thuốc sâu nào nha. Không hề có luôn. Đó. Chỉ phân nước thôi. Wow, một trái, hai trái này đâu. Rồi, đây. Wow. Phân nước thôi. Đó, một cái đặc biệt nữa là ở vùng đất mà Tây Nguyên này đa số là đất đỏ Ba Giang, và lượng rất là màu mỡ, cũng như là đất đai rất là tốt, khí hậu thì cũng rất là mát mẻ, nên là việc trồng cây gì ở Tây Nguyên này đó các bạn, đặc biệt là cái vùng Đắk Lắk, mình chỉ biết vùng Đắk Lắk thôi nha. Và nếu mà nhỏ hơn nữa là biết trong vùng e leo thì lúc nào nhiệt độ nó cũng thoải mái đó, như hiện tại bây giờ thì tầm khoảng cỡ 20 mấy độ thôi à, nên nhiệt độ nó cũng dịu rất là dễ chịu. Còn này chín rồi. Đây khi trái bơ chín nè, nó sẽ màu tím như thế này. Tùy loại bơ nha các bạn. Ví dụ như cái bơ nhà mình thì nó chín nó sẽ màu tím. Có nhiều loại bơ, ví dụ như bơ 034 hay bơ bút á, thì nó chín là nó sẽ mềm, chứ nó không có màu tím nha. Nó vẫn màu xanh nhưng mà không có màu tím. Đó, cái bơ này. Cái bơ này á nó chỉ nhỏ bằng 1/10 cây bơ nhà mình thôi. Tí nữa về nhà mình sẽ chỉ cho mình sẽ cho hướng dẫn các bạn cây bơ mà ở mình ra hoa trái mùa rồi nè. Từ đây cho tới gần Tết là sẽ có trái sớm á. Từ tầm khoảng tầm tháng 11 12 âm lịch là có trái rồi. Đó là hoa bơ đó các bạn.
Cây bơ này nó chỉ nhỏ bằng 1 phần 10 chiếc cây bơ nhà mình đúng không ạ? Cây bơ nhà mình thì nổi tiếng không? Hả hết luôn rồi nè. À hết rồi chứ. Chụp đồng không? Chụp đồng này là chắc cái chục ký thôi. Bữa giờ nó còn đụng hết rồi chứ. Ờ. Bây giờ bận quá mình cũng không có kịp vào nữa, nó rụng nó hư hết. Anh hai là trồng bơ không, lại. Bơ của mình đây, vàng rất là ngon. Đây là chín rụng không ạ? Ừ. Rất là dẻo. Ừ, dẻo hả? Ừ. Bơ sáp à? Đây là bơ sáp. Ồ. Đây ăn tại chỗ luôn không ạ? Nói chung vườn thì cũng có nhiều giống. Người ta cũng có giống 034 đủ loại giống nhưng mà mình còn thích giống bơ mình. Nói không phải khoe chứ sự thật luôn các bạn. Hồi lúc mà cây bơ nhà mình á nó ra trái mùa á mà nó mới non thôi là có người vô trả là 10.000 một trái rồi đó. Non mà trả 10.000 một trái đúng không ạ? Là lúc đó là mẹ mình là không bán á, nhất không bán là để là giữ thương hiệu, giữ những cái bơ sạch đến bà con thôi. Lúc đó trái bơ nó chỉ nhỏ hơn trái bơ này thôi mà nó còn non. Mà bên thương lái người ta vô đợt đó là trái mùa là chỉ có cái bơ nhà mình có trái thôi là người ta trả 10.000 một trái. Nhưng mà mẹ mình không bán á. Có nghĩa là hái bao nhiêu quả xuống là trả 10.000 một trái không ạ? Bơ này thì làm sinh tố thì tuyệt vời rồi. Đặc biệt là những bạn ở Sài Gòn mà muốn ăn sinh tố bơ thì ăn những trái bơ này thì là đúng chất rồi. Còn bơ này mà làm đẹp thì tuyệt vời. Bơ này mà bên đây nữa nè anh Hải, bên đây có một trái to đùng kìa. Thịt ở trên đó, trên chỗ nào. Ồ, dẻo rồi, lâu rồi ăn dẻo luôn. Bình thường nó có cần khèo để hái. Anh em vô đây cũng không có, cơ bản đi thăm vườn thôi. Bình thường nó chỉ có một cái móc ha. Một cây nhỏ như vậy thôi mà thấy từng này trái. Mỗi bạn, một bạn nào mà ăn hết trái bơ này là cũng là đẳng cấp lắm luôn rồi. Không, đây là vùng đất Tây Nguyên, đây là không khí ở đây rất là mát và nó dễ chịu. Cũng như là cuộc sống ở đây các bạn, nó cảm giác nó sống nó nhẹ nhàng và nó chậm rãi và nó yên bình đúng không ạ? À. Thì mỗi nơi thì nó sẽ có mỗi cái đặc điểm khác nhau, điểm hay đúng không? Đây là cây mít đây. Đấy. Cây mít này luôn. À. Đây cây sầu riêng này các bạn. Tầm khoảng cỡ 2 năm nữa là khắp vườn này sẽ toàn là những cây sầu riêng như thế này thôi các bạn nha. Đủ một trái rụng rồi anh hai. À, vô tình có sầu riêng ăn rồi, dỗm ơi. Lại đây, caramel nè. Dỗm, vô tình có một quả rồi. Đây, một trái nó rụng luôn nè, nó rụng xong rồi nó còn dính lại trên cây luôn nè. Đó. À, chú Điệp rất là may mắn nha. Ồ, đây là dỗm TV luôn ạ. Xong rồi. Ồ, may quá. Ồ, chuẩn bị coi vô dữ đây. Đó. Đây này, hình như là cộng lên 30 cái á. À. Năm người ta bỏ vô quốc 30 quả. Một cây này hả? Gần 30 quả luôn á. 30 quả. Đó. Sầu riêng thì nó san sát sát với đất thôi. Chung sầu riêng mình là không hề thuốc nha. Ừ. Nhớ hồi xưa mà lúc còn nhỏ sầu riêng canh ngay nhà hàng xóm, sầu riêng rụng không chạy ra không à. Mà cây nó cao, đi ra mà lỡ xui nó trúng một cái là ăn hàng luôn á. Rụng quả rồi may sao cái quả đó nó không rớt. Nó không rớt nên là nhiều người ta không biết. Nói chung cái vườn này các bạn thì rào hết rồi, thì cũng rào rồi hai bên xung quanh hết rồi, nhưng mà ở đây thì cũng có nhiều cái tình trạng khó nói. Thì các bạn sẽ thường thắc mắc sẽ hỏi nước ở đâu, như cái nước tưới những cái cây này nó ở đâu, thì thường ở dưới này, ở khu vực dưới này nó sẽ có hồ. Rồi có hồ thì những người mà nước mà không có thì người ta sẽ câu ống từ đường ống dưới hồ lên bằng những cái ống này nè các bạn.
nó có thể vài trăm mét, có thể là cũng 500 mét có luôn anh hai à. Đúng rồi, 500 mét, 1000 mét là tất cả người ta sử dụng bằng cái đường ống này lên người ta tưới, đặc biệt là những cái người mà đặc biệt dịp Tết đó các bạn, những người mà trồng cà mà phụ thuộc nước vào nguồn nước suối á thì phải trành hầu hạ, phải trực đêm trực ngày để mà tưới nước, chứ không thôi là vì ở nước suối là cứ tất cả mọi người đều đổ xô tưới một lần là hết nước luôn các bạn. Đây, cho từng cá này. Mấy quả cuối mùa này hơi bị đẹp luôn. Quá là tuyệt vời. Chỉ có những cái bơ như thế này thì ăn nó mới giá trị và ăn nó mới đã thôi, chứ còn những cái bơ mà nhỏ ở đây các bạn, đa số ví dụ như trên cái đường đi khi nãy mình vô rẫy này nè, nó rụng ngoài đường chả ai thèm ăn luôn các bạn. Tới mùa là chả ai thèm ăn luôn á. Rồi đây một cá bơ nè, đây là cá bơ rụng mà lâu ngày không ăn nữa mà. Đây mình sẽ làm trực tiếp cho các bạn, không có dàn dựng gì đâu nha. Đây là một trái bơ nè, nếu mà nó chín rồi nè. Đó. À, nó hư một bên rồi, nhưng mà nhìn nó vẫn còn ngon nè. Cái vỏ nó xuống nó dập nè. Rớt xuống nó dập nè. Mà lâu quá không ăn là bắt đầu nè. Nhìn nó nước bơ nó vẫn còn ngon. Ngon. À. Ồ ngon, càng chín tới ăn càng ngon. Yeah. Một trái bơ này mà nếu ở trong Sài Gòn chắc không làm được phải 3 ly sinh tố quá. Hôm nay là đang trồng đinh lăng nè. Ờ, có trồng phục bít. Đây các bạn, thì sau một thời gian mà đi tham quan rẫy với lại tham gia rẫy sầu riêng với lại bơ các bạn, thì đây là những cái thành quả. Tự nhiên có rụng được một quả sầu riêng luôn, thì tối nay hai vợ chồng mình sẽ chiến quả này thôi. Còn cái tiếp theo là những cái quả này thì tầm khoảng cỡ 1 tháng cho tới 1.5 tháng nữa thì chúng ta mới ăn được. Thì dự kiến trong vòng 2 năm nữa thì sẽ có rất nhiều sầu riêng cũng như bơ cũng như là những đặc sản thú vị khác ở Đắk Lắk sẽ có mặt ở Dòm Dòm TV. Thì những bạn nào mà yêu mến Dòm Dòm thì có thể theo dõi Dòm Dòm để đón nhận những video hay hơn nha các bạn nha. Và đây thì đến nước này thì cũng xin chào tạm biệt các bạn đã theo dõi cái video của mình. Và những cái video của mình thì chia sẻ những cái giá trị mà thật sự thôi các bạn. Chứ thật sự mà nói thì cũng không có quảng cáo hay là PA gì nhiều. Và những cái video làm này chủ yếu là mình để lưu lại để sau này xem cho nó vui. Và cũng như là gửi tới những người xem chúng ta có những cái kết nối, chúng ta có những cái đam mê. Và chúng ta gặp nhau và cũng như là có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn nha các bạn nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Thì cũng chào mừng các bạn nếu như bạn nào mà có dịp ghé ngang Đắk Lắk, Eleo Buôn Ma Thuột, hoặc là có những cái dự định mà đi tham quan ở thành phố Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk á, thì có thể liên hệ với mình hoặc là liên hệ với mình để làm gì, để có thể là nhiều lúc có duyên thì chỉ là gặp nhau uống ly cà phê thôi các bạn, hay là những chia sẻ những cái gì mà mình biết ở Đắk Lắk thôi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì thực chất nó đang rất phát triển và cũng có nhiều địa điểm du lịch, ví dụ như Buôn Đôn Hồ Lắc hay là núi Đá Voi, rất nhiều địa điểm. Và quên giới thiệu cho các bạn một cái nữa là cái ở Eleo này các bạn, thì nó đang xây dựng một rất nhiều các bạn á, thì hiện tại ở khu vực mà huyện Eleo 82 này các bạn, thì đang xây dựng rất nhiều cái những cái trụ điện gió đó các bạn. Thì đó là một trong những cái mà cũng là một trong những địa điểm mà kích cầu lên du lịch ở 82 các bạn. Thì những bạn nào mà muốn tham quan những trụ điện gió này thì cũng có thể liên hệ tới 82. Thì ở Tây Nguyên thì hiện tại đang xây dựng rất là nhiều những cái trụ điện gió như thế này, có thể là ở Gia Lai, có thể là ở Đắk Nông, và ở Đắk Lắk thì hiện tại ở khu vực 82 này đang rất là nhiều nha các bạn. Và mình cũng nghe thông tin đâu đó thì 80 trụ điện gió này các bạn mà nó lên tới cả 1.000 tỷ đô la đó các bạn.
tỷ đô la đó các bạn, hình dung được là những cái trụ nó hoành tráng và nó dễ sợ đồ sộ lắm các bạn. Thì video của mình rồi đến đây cũng xin tạm dừng và chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình sau, những video sau về khám phá của Dậm Dậm TV nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha.